đánh dấu cho cao trào dân oan đứng lên đòi công lý để phản đối những cán bộ nhà nước tham lam giành đất của dân để bán lấy tiền nhét cho đầy túi. Phong trào dân oan bùng nổ với hình ảnh của những người dân mặc áo trắng viết những biểu ngữ chống đối để khỏi bị công an giành mất biểu ngữ, đã đi biểu tình để kêu gọi công lý dọc xuống những con đường tại Sài Gòn và là đề tài cho ca khúc Tiếng Dân Kêu của nhạc sĩ Xuân Điệp do ban Tù Ca và nhóm Tuổi Trẻ Phù Đọc trình bày sau đây. Luôn hy sinh bao giờ.
thì